sau này còn thiếu kinh nghiệm nữa, dạo tàu không chấp nhận gì, chỉ dùng cho khiến nặng vật xin, rồi họ phân tán xin từ từ phê thuận, thậm chí còn dành nhiều thuận trừ thành sơ hồi, tiếp là dẫn sọc đi đưa chủ đoàn không tâm gì, thức lắm là con người vui được người thầy cao công nguyên, thứ chỉ, do bản thân có mạng sự khẩu thay đổi, phân tán xin và người thuận trong hành viện, và thứ chỉ này, do hết sự vụ tạo hành và giới cầu công tâm, vừa hãy phân tán xin sự xin sản thôi. 今日警方就近日懷疑社區上宗涉及種族超過100萬計殺案案，提醒公眾唔好輕易相信陌生人，特別係受害者。懷疑警方涉嫌以合作盜生以為借口，騙取50萬元嘅案件。咁賣兩名懷疑男子透過網上外幣兑換廣告，俾另外一個懷疑男子騙取合共60萬元嘅騙案。都係由呢一位探員調查，佢重申相信兩宗案都有其他受害人。 要提醒公眾小心騙取信任嘅手法。How the suspect has to gain the trust of the victim in order for them to feel comfortable enough to let go of the money. 講到家園對人民幣嘅騙案，佢提醒公眾呢段案件有潛在嘅人身危險。In this particular case, there was no injuries, but in a way that's fortunate, they could have suffered physical injuries as well as prison. It could have been robbed or even worse. He said, 公眾如果有呢一宗案，同埋懷疑女子張湛涉嫌和騙案嘅消息，都可以打呢個電話去聯絡或者聯絡犯罪熱線。當時嘅李志記者周浩輝報道。好，記者，假扮男性第二人，招搖撞騙嘅23歲女人，終於得到一名神秘男人答應保釋。呢個男人仲將話，如果疑犯認罪嘅話，佢會幫佢安排償還欠款。由梁超平報道。 由於工程遇上唔少突如其來嘅問題，唔係電腦出事就係水源被截斷，完工日期一拖再拖，但負責工程嘅建築公司就公開承諾，10月底應該可以完工，一切可望。